Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Phía chợ phục dựng đẹp banh sát với một cách là tuy lạ mà quen. Các chiếc phía chợ đợi hôm nay định hướng theo đúng một cách là mới lạ, bằng cách phối một loạt những trang bị quen thuộc nổi tiếng trong giới chơi xe chuyển, nhưng nó vẫn mang cho mình một làn gió mới mẻ, làm cho biết bao nhiêu người phải nở tầm mắt. Cầm thắng nguyên bản của con xe thì vẫn được giữ lại. Dưới đây nó trông sang chảnh hơn rất nhiều nhờ vào cái tay của CIC Carbon bóng 7. Bao quanh cái tay CIC Carbon là cái cặp ống gạt Titan xuất phát từ cụm gạt Dono, một trang bị cho phép người sử dụng tối ưu hóa cái nước đề ba phương pháp rút ngắn hành trình dưới ga. Hiện nay đang đứng mức giá khoảng 1.9 triệu. Cái đèn LED ba khoang trước đã bị thay mới hoàn toàn bởi cái đèn của Simpac 2 tầng hàm mẫu hơn, vốn dĩ sản xuất cho cái dòng lọc Quest A nhưng được người chủ biến tấu lại, chỉnh sửa, lắp hoàn thiện lên cái chiếc phi chợ độ này. Cái yếu tố chủ chốt để tạo lên nét đẹp nhẹ nhàng, thanh mảnh cho cái dàn chân không có gì khác ngoài cái sự phối hợp giữa cái bộ niềm nhôm Tracerboy đen tuyền đi cùng cái cam Nova sáng bóng. Khác với những cái anh em ưa chuộng cái dòng hai lọc Thunderbird 2bit thì anh chủ lựa chọn cái heo Rainbow độ lớn để làm cho dàn chân trước trầm cổ điển và lột cuốn hơn. Ngoài cái chân chống đứng, cái chân chống nghiêng nóc, mình còn quan sát được nhiều vị trí máy móc có cái sự hiện diện của cặp lốc của City 1.5, nhìn rất là tinh tế, không kém phần sắc sảo. Các chân trước và sau là các chân của Super Cup 1.5, chắc chắn sẽ im ái hơn rất nhiều so với các chân xin. Những chi tiết nổi bật cần phải kể đến đó chính là cái chiếc Turbo Titan uốn lượn đẹp mắt, vừa tinh xảo, hiệu năng giảm nhiệt của nó nhỉnh hơn rất nhiều so với Turbo xin. Một điểm nhấn duy nhất trên chân sau đó chính là cái bộ càng thắng của Takawa đến từ Nhật Bản, một trang bị được rất nhiều anh em chơi phiêu chợ độ, quay độ và cả phim độ ưa thích vì cái độ thẩm mỹ đỉnh cao của nó. Món đồ chế độ nhất trên cái chiếc phiêu chợ độ hôm nay có lẽ phải kể đến cặp phục Hodin không bằng dầu, sản xuất trên riêng các dòng xe số 0 của nhà Honda sử dụng. Nếu mình không lầm thì cặp phục này thời điểm hiện tại có mức giá là dưới 12 củ. Trên cái nền tổng thể cam màu xanh lá, tem phiêu chợ nguyên thủy đã bị thay mới bằng cái tem của quay 105i gam màu đỏ rất đẹp, khiến con phiêu chợ độ hôm nay trông lạ lẫm hơn khá nhiều. Exeter 10 với một cái dàn chân từ người anh em hai thì cái làn gió mới về con Exeter 10 độ hôm nay, một tay chơi ở dụng một cái dòng xe hai thì khá nổi tiếng của nhà Yamaha để tạo cái điểm nhấn. Song song cùng với đó là nhiều món đồ chơi cúp mặt làm cho máy hiện đại và sang chảnh hơn. Các chiếc Exeter được ốp đầu là một chất liệu mica dành riêng cho cái dòng Exeter 10 ở lần dụng, làm chiếc xe thêm chút góc cạnh thể thao hơn. Phần tay được sơ ý bỏ đi cái lớp sơn bên ngoài để đánh bóng, lộ ra cái mặt nhờ bên trong cũng khá nổi bật trên dàn áo đen con xe. Những chi tiết tem nho nhỏ như là bao tay Spider, gùi dẹp đồ chơi là những món nho nhỏ trang trí thêm. Cái đèn của Simpac 2 tầng tận dụng công nghệ đèn LED với 6 bóng tách biệt, ánh sáng trắng pha chút vàng để tăng cái độ bám đường và siêu sáng. Nhìn xuống dàn chân trước, ta thấy dây dầu Tracerboy được bắt vào con heo của Nissin, phay mên lại logo Rainbow, sơn luôn tinh hình đen, nhìn rất là giống và rất khó nhận khi ngắm từ xa. Chi tiết cái đĩa của XR kích trước là 2.5, được bắt vào mâm không quá nồng CNC. Hai thở được lên của Davin kết hợp cùng với Turbo 2 khúc để giúp chiếc xe trông đẹp, âm thanh cũng chập ấm hơn. Tuy nhiên cái phần cổ máy là mình thấy đem khá nhiều trong quá trình sử dụng. Những chi tiết nhỏ như lốc máy, gác chân, ti thành nhớt, tất cả làm ốc chi nằm, điện thân gam màu Titan cũng khá đẹp. Chân chân sau rất nhiều thay đổi, càng thì nó đến như Ford Quest S bình dầu rời, một dòng thống đến từ bình Thái, dành riêng có rất nhiều dòng xe khác nhau tận dụng. Như dòng là Exeter, Winner, Raider cũng rất ưa chuộng tại chỗ này. Cái bộ tăng sên được hai bằng cái đèn CNC để cái phần ốc tăng, cái ốc tăng xoay ngược vào trong vừa gọn vừa đẹp. Đĩa tải cái xe được làm cái đèn nhôm CNC kết hợp cùng với phần dàn carbon làm nên cho dàn chân sang chảnh này. Dàn chân tận dụng mâm cho Jazz bản cũng khá nhỏ so với thân xác của cái dòng Exeter 10. Tuy nhiên khi bỏ vào con xe không cần phải chế cháo quá nhiều chi tiết. Dòng mâm này cũng rất được nhiều dòng xe ưa chuộng, nó bật nhất chính là những cái chiếc Exeter. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.